Hey, chào các bạn nha. Bây giờ mình để ghe ra đi quấn lưới các bạn. Bây giờ là 6:30 sáng. Mình mới thả xong hai tay lưới các bạn. Các bạn thấy không? Mới sáng mà trời muốn mưa, trời đen thùi lùi luôn. Không biết chút nữa có dính mưa không nữa. Bây giờ mình chuẩn bị lấy lưới đây. Cá ngàn đô có lại rồi các bạn. Tới đây các bạn ơi.
mưa mưa tới rồi các bạn. Mưa mưa các bạn thấy mưa không? Mình phải tắt các bạn. Rồi mình về tới nhà rồi. Mưa các bạn thấy mưa không? Đó. Mưa ha. Lấy lưới đây nè. Giờ mình gỡ cá ra nha. Nước ngọt có. Cá này cá nước ngọt nha các bạn. À, trời mưa nước ngọt á, thì mình được cá này nó nhiều hơn. Đó. Đây con nó này nhỏ nè. Chắc dính con à. Còn nữa không? Ở đây có trứng nó đẻ à. Cá ngàn đô này lớn nè. Theo kinh nghiệm của mình á, thì những cái lần mà mình mà quấn lưới mà có cá, thì những lần đó là cái ghe bạn, ghe lớn nó chạy qua thì cái tiếng động của máy nổ á, nó làm sùm sùm cái đầu cá, nó sợ nó chạy thì cá nó dính nhiều hơn. Được 15 con. Chạy qua đây rồi. Trời mưa.